xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn tiếp tục chia sẻ về câu chuyện của Nam Em. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày hôm qua cũng đã mời vợ chồng Nam Em lên để làm việc, và hôm nay thì chính thức báo chí cũng như là tất cả những người đang theo dõi đều biết là Nam Em đã bị xử phạt. Theo chia sẻ của báo chí thì Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo bà Nguyễn Thị Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sẽ xem xét tình tiết nặng theo quy định của pháp luật. Thì hôm nay là xử phạt hành chánh thưa quý vị khán giả, cái số tiền khá lớn ha. Cụ thể là chiều ngày 1 tháng 3 là ngày hôm nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về trường hợp của Hoa Khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em, tức là Nam Em đó quý vị khán giả. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết hôm nay, Sở phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc và hoạt động cung cấp thông tin các tài khoản xã hội của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Thì kính thưa quý vị khán giả, trước sau gì gây ồn ào trong thời gian qua, thực sự cũng rất là nhiều người thương Nam Em. Tuy nhiên thì mọi người cũng khuyên Nam Em là dừng lại cái câu chuyện này và không nên bóc phốt nhiều người, vì khi mà Nam Em lên chia sẻ cộng đồng mạng thì không nói với ai, nhưng mà họ lại là không gọi tên chính thức, nhưng mà cũng là cái người của công chúng và đồng thời gây ảnh hưởng rất là nhiều trong cộng đồng mạng. Thì trước đó, Nguyễn Thị Lệ Nam Em tiếp tục tổ chức live stream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi live stream gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất trong showbiz. Thì vừa qua, người đẹp Nam Em này chia sẻ về quá khứ ồn ào với mối tình của mình, đó là một người đàn ông về mặc áo bông đó. Thì cái người đàn ông mặc áo bông đã theo Nam Em chia sẻ, và một số người cũng đã lên chia sẻ về câu chuyện quá khứ của Nam Em, là họ cũng đã biết về một người đàn ông mặc áo bông đã từng nói lời yêu thương Nam Em vào hôn Nam Em trước mặt mọi người. Thì sau đó vài ngày, một người đàn ông áo bông này lại là cầu hôn một người phụ nữ khác. Như vậy có lẽ là nhiều người đánh giá một người đàn ông áo bông mà người tình cũ của Nam Em đó là bắt cá hai tay, vì không thể nào mà một cách nhanh chóng mà chia sẻ mà cái tình cảm nó tan rã như vậy. Thì cũng có một người thanh niên lên nói chuyện ồn ào và vạch trần sự thật về người đàn ông áo bông là người tình cũ của Nam Em, làm cho Nam Em phải để lại vết thương lòng rất là đau đớn vì cái sự phản bội của một người đàn ông, vân vân. Thì từ đó Nam Em có nhiều cái yếu tố khác nhau nữa làm cho Nam Em trở nên là điên dại, và trong lòng có một cái vết thương lòng hằng sâu mà không quên được. Và trong thời gian qua thì cùng chồng của mình, chồng sắp cưới của Nam Em thì lên live stream và đồng thời có những phát ngôn gây sốc, có nghĩa là phá nát showbiz này và vạch trần sự thật. Và có cái điều mà Nam Em cũng gây sốc luôn là nói ngọc nữ nào đó dùng chất kích thích, nhưng mà không có rõ nói ai, nói khơi khơi như vậy thì không có bằng chứng xác thực, cho nên là gây ồn ào trong thời gian qua. Tới ngày hôm nay thì Sở Thông tin cũng đã mời vào ngày 28 tháng 2 tháng 2 đó, thì lúc đó là chồng của Nam Em lên để làm việc với bên Sở Thông tin và Truyền thông, còn Nam Em thì trong lúc có sức khỏe không tốt nên nhập viện. Và ngày hôm nay thì ngày 1 tháng 3, Sở cũng đã mời vợ chồng Nam Em lên để làm việc. Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã gây ồn ào trên mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua. Quý vị khán giả thấy là những hình ảnh trên màn hình đó, thì vợ chồng của Nam Em làm việc với công an cũng như là các sở ban ngành ha. Đây là Nam Em tại buổi làm việc với cơ quan chức năng vào ngày 1 tháng 3. Ảnh này là do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho báo chí. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với Nguyễn Thị Lệ Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm tới danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định 15.000
sạc 20/20 sạc nghị định chính phủ vào ngày 3/2/2020 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và dịch vụ điện tử. Không biết trong thời gian vừa qua, trong thời gian ngắn đó, Nam Em có thể live stream kiếm được bao nhiêu tiền thì không biết, nhưng mà tổng cái số tiền xử phạt hành chính ngày hôm nay theo là Sở Thông tin mà cung cấp với báo chí đó là 37,5 triệu đồng. Cái số tiền cũng khá nhiều ha. Nếu mà bỏ ra 37.500.000 đồng mà để live stream như vậy rất là mệt mỏi. Ví dụ như trong tháng nó chưa chắc gì kiếm được nhiêu đó, mà bây giờ xử phạt như thế này thì cái số tiền khá là cao. Coi như là công mà đổ sông đổ biển là cái thời gian. Nếu như mà mình live stream, mình chia sẻ những cái điều tiêu cực, giao lưu với fan hâm mộ của mình. Tại vì Nam Em rất có rất là nhiều fan hâm mộ. Tại vì cô ấy là Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Video sau Phương Văn sẽ phân tích về Nam Em sau khi ồn ào được và mất cái gì. Tại vì hiện tại cô vẫn là đương kim một Hoa hậu của Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Thì Sở Thông tin về Truyền thông khuyến cáo bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục hành vi vi phạm hành chính, mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đó, nếu mà sau khi mà Sở đã mời lên như vậy thì quý vị khán giả thấy trước đây cũng nhiều người live stream đó, thì Sở và các ban ngành cơ quan chức năng cũng mời làm việc một vài lần rồi, nhưng mà họ lại tiếp tục là gây xôn xao trong dư luận, cũng như là bóc phốt nói những cái điều mà linh tinh không có bằng chứng xác thực, thì họ cũng được mời lên và cuối cùng thì họ cũng đã bị bế đi. Và trong những buổi live stream của mình thì Nam Em nói là và có thể là bế đi 1-2 năm, và Nam Em cũng muốn là thôi đi vào trong đó để coi như tĩnh tâm thần lại, tĩnh tâm lại. Chứ ở ngoài thì nhiều người cho Nam Em là có cái vấn đề về thần kinh, về tâm thần vân vân ABC. Tại vì có những lúc mà cô ấy đã chia sẻ có những tỉnh táo, có những cười vui, có những buồn, có những khóc. Và thật sự bây giờ có một người đàn ông bên cạnh mình rồi. Đó là một người chồng sắp cưới và có cái gia đình êm ấm như vậy. Thì tự nhiên là quay trở lại quá khứ, khui chuyện người đàn ông, là chuyện ngày xưa, rồi cái chuyện mà mình mất trinh tiết khi nào vân vân. Nói chung live stream ABCD đủ thứ. Thì cái việc đó nó không hay, tại vì bây giờ mình là đang là đương kim một cái cuộc thi nhan sắc quốc tế, và Nam Em thực sự là có tài giỏi. Cô ấy đã thi nhiều cái cuộc thi về nhan sắc tầm cỡ quốc tế đó. Thì một lần là 2015 là Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Thực sự là cô ấy về ngoại hình cũng như là trời phú cho những cái giọng hát rất là hay. Sau này thì đi làm ca sĩ cũng được nhiều khán giả yêu mến. Và hiện tại thì Sở Truyền thông và Thông tin sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Nếu mà cơ quan chức năng mà không vào cuộc sớm thì đôi khi Nam Em đã đi quá xa, và cái người bạn trai của mình, chồng sắp cưới đó, cũng đi quá xa. Anh ấy cũng lên cộng đồng mạng, thật sự có nhiều fan hâm mộ. Đôi khi nói chuyện đàng hoàng, lịch sự thì rất là dễ thương, thông cảm, dễ nghe. Nhưng mà đôi khi trên cộng đồng mạng, mình là cái người của công chúng. Mặc dù là người chồng sắp cưới không phải là cái người của công chúng trước đây, vậy anh ấy là cái người mà ảnh chia sẻ là ảnh là anh em ngoài xã hội. Thành ra khi lên cộng đồng mạng có biết bao nhiêu người phụ nữ, có biết bao nhiêu người nghe mà lại văn tục rồi nói tầm bậy tầm bạ, nói chung văn tục chửi thề. Thì áp dụng cái văn hóa mà trên cộng đồng mạng như vậy thật sự là không hay chút nào. Với giả lại là mình là hiện tại là mình là một người chồng của một cái người nổi tiếng, một cái người hoa hậu. Thì trước đây mặc dù mình là sao thì sao không biết, anh em ngoài xã hội, nhưng mà khi là đã là cái người chồng của người nổi tiếng thì mình cũng nên giữ kẽ một tí xíu. Và Sở Thông tin Truyền thông cũng đề nghị Nguyễn Thị Lệ Nam Em chấp hành đúng nội quy theo nghị định 874 trên quy đê, và cụ thể là những cái ngày mà quyết định quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày 17/6/2021 của Bộ Truyền thông và Thông tin về ban hành nội quy ứng xử trên mạng xã hội, và quyết định 3.196 trên quyết định Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 13/12/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Nói chung là cũng có những cái quy định hết rồi chứ không phải là không, nhưng mà tại do nam em tự làm muốn làm nổi mình hay là ồn ào trên mạng xã hội như vậy thì thật sự là không hay tí nào. Về việc mà cũng liên quan tới việc nam em là trả Vương Niệm Hoa hậu như đã nguyện vọng, trong những buổi livestream của mình thì nam em có nói là bây giờ muốn trả lại cái Vương Miện Hoa hậu cho ban tổ chức mà trả không được, tại vì giờ người ta chưa nhận, người ta chưa ấy được, cho nên là bây giờ chưa trả được. Thì chắc có lẽ là ban tổ chức cũng đã có nghe và nắm được những cái thông tin này. Thì chiều ngày 29 tháng 2 đó, tổ chức Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long thông báo là đương kim Hoa hậu nam em sẽ không đồng hành vào cuộc thi năm nay, năm 2024. Thực sự ra là tổ chức của cuộc thi Đồng bằng sông Cửu Long lúc mà nam em đạt hoa hậu đó là năm 2015, đến nay là 2024, như vậy là 9 năm trôi qua thì chưa chưa tổ chức cái cuộc thi lần tới, cho nên là nam em đang giữ là vương miện hoa hậu, đương kim hoa hậu tới thời điểm này. Đó, thì năm nay thì nếu mà tổ chức thì nam em sẽ trao lại cái vương miện cho cái người kế nhiệm, nhưng mà trong thời gian qua thì nam em đã giữ được cái vương miện hoa hậu là suốt 9 năm. Cụ thể theo thông báo của ban tổ chức hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long thì nam em chính thức bị tước quyền đồng hành cùng ban tổ chức hoa hậu sau 9 năm đương nhiệm. Rất là tiếc không quý vị khán giả, phải nói là sau ồn ào 9 năm giữ được cái vương miện hoa hậu, bây giờ bị tước quyền và không đồng hành trong năm nay. Tại vì thực sự mà nam em mà đồng hành thì chắc có lẽ là mọi người cũng không đồng tình đâu, tại vì gây ồn ào xôn xao và những cái câu chuyện lùm xùm trên mạng trong thời gian qua. Cái việc mà cô ấy mất trinh tiết thì cô ấy cũng khui trên cộng đồng mạng. Thực sự khi mà nhìn hình ảnh của nam em thì cô ấy rất là đẹp, đẹp thiệt luôn. Trong cuộc thi hoa hậu cô ấy rất là xứng đáng về cái nhan sắc của mình, và cái nụ cười rất là tỏa sáng, hàm răng rất là đều, và mặt chữ chữ V, V line, rồi nói chung là hình thể cao 1m71 mà. Đó, thì lúc đó là nặng 45 kg, coi như là thân hình chuẩn của một cái nhan sắc hoa hậu. Và đồng thời nam em cũng dự thi thêm hai cuộc thi hoa hậu quốc tế khác nữa, cũng lọt vào top 8 và top 8 top 10. Nói chung là được mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên gần đây thì ồn ào xôn xao, rất là tiếc cho nam em ha. Liên quan tới việc là đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Lệ nam em sẽ không đồng hành với cuộc thi hoa hậu năm nay là năm 2024, với tiêu chí là tôn vinh vẻ đẹp, nhân cách, trí tuệ, nhan sắc, cũng như là rèn luyện bản thân về tư duy, về tài năng của một người phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long. Phụ nữ Việt Nam nói chung, ban tổ chức cảm thấy đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Lệ nam em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà tổ chức muốn hướng đến. Vì thế, cô sẽ không đồng hành cuộc thi trong thời gian diễn ra hoạt động này. Đó là ban tổ chức chính thức thông báo với báo chí. Thông báo này đồng nghĩa với việc nam em bị gạch tên khỏi danh sách tham dự đồng hành ở cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sắp tới. Như vậy nam em sẽ không phải là người trao vương miện cho tân hoa hậu kế nhiệm. Thấy quý vị khán giả thấy là sau khi hậu quả không lường của mình ha. Bây giờ mình là từng là hoa hậu, bây giờ đáng lẽ là một mình người kế nhiệm để trao lại một cái vương miện, nhưng bây giờ người ta không cho nữa. Tại vì sao ồn ào như thế này, vừa bị sở văn hóa thông tin đã phạt, vừa cộng đồng mạng lên tiếng. Như vậy thì ban tổ chức cuộc thi không nhắc đến việc có tước vương miện hoa hậu nam em hay không. Nói chung là cái việc tước hay không thì không trả lời, nhưng mà họ chỉ nói là không có đồng hành năm nay, và nam em cũng không là cái người mà kế nhiệm để trao cái vương miện cho cái người người tân hoa hậu sắp tới. Thì rất là tiếc ha. Điều đáng nói, sự việc này thấy nguyện vọng được trả vương miện cho của hoa hậu nam em là được toại nguyện rồi đó quý vị khán giả. Tại vì nam em nói là muốn trả lại cái vương miện hoa hậu cho ban tổ chức, nhưng mà lúc này chưa có ai nhận, cho nên không trả được, người ta nhận mới trả. Và nam em có nhấn mạnh như vậy là cho nên là nhiều người cũng nói trả thì trả cho sớm. Và nam em cũng nói là nếu có bế đi thì vào trong trại cũng 1 đến 2 năm mà thôi. Đó, cho nên là cũng vào đó để tận tinh tu dưỡng cái kia nọ. Và nhiều khán giả nó bất đồng, và nhiều khán giả cũng nói bế đi trong đó cho coi như là người cho tỉnh táo lại.
thật sự nam em rất là tài giỏi, nhưng mà mình không vượt qua được cái sự mà cám dỗ, cũng như là mình đi quá xa, mình không kiềm chế được, không có kiểm soát được cái lời nói của mình. Đáng lẽ là cái người mà người đương kim hoa hậu, một người đang người đẹp nổi tiếng, là vừa là ca sĩ được rất là nhiều người mến mộ tài năng của mình, mà mình không biết giữ gìn để mình vươn lên, mà mình tạo một cái scandal như vậy thì rất là tiếc. Biết rằng là cũng còn trẻ ha, mới có 28 tuổi, vì nam em sinh 1996 mà, cho biết cô ấy vẫn còn đang có cái trách nhiệm đối với danh hiệu, nên chưa thể làm bất cứ điều gì thoải mái như một người bình thường được. Người bình thường thì nói A, B, C, để cái gì cũng được, nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn là một cái đương kim, còn trách nhiệm với cái danh hiệu là đương kim hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long mà 9 năm. Đôi khi thật sự là cái năm đó thì trải qua những cái trận dịch giả này kia nọ, cho đến 9 năm sau mà người ta chưa tổ chức lại, thì năm em là giữ được hơi bị lâu. Còn những người khác ví dụ như là trong 2 năm tổ chức hoặc là 3 năm, 4 năm thì người ta chỗ tổ chức cái cuộc thi, thì dĩ nhiên là trao vương miện lại cho cái người kế nhiệm của mình, nhưng mà chỉ có 2 3 năm thôi là người ta trao vương miện lại. Còn hoa hậu năm em thì là tận tới 9 năm, và năm nay thì thật sự là cái việc không đồng hành của ban tổ chức nữa là cái điều đương nhiên, ai cũng đoán được điều đó. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng đã lên nói chia sẻ cái vấn đề này. Vì cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với tên gọi là Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Tới năm 2022 thì sân chơi sắc đẹp này được nâng cấp thành từ Hoa Khôi thành là Hoa Hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Ba người đẹp từng đạt giải vương miện của cuộc thi là gồm Võ Thị Lệ Thu năm 2008, Đặng Thu Thảo năm 2012 và Nguyễn Thị Lệ năm em là 2015. Đó, thì từ khi mà tổ chức cuộc thi năm 2008 tới bây giờ cho đến ngày hôm nay thì có ba người đẹp, trong đó là có Nguyễn Thị Lệ năm em. Phải nói là vào cái thời gian mà giữ rất là dài. Trước đây ví dụ chị Lệ Thu là năm 2008 này. Đó, tới 2012 thì 2012 thì trao cái vương miện lại cho Đặng Thu Thảo. Đó là cách 4 năm. Và sau đó là Đặng Thu Thảo trao lại cái vương miện cho Nguyễn Thị Lệ năm em là 2015. Như vậy 3 năm, lần trước là 4 năm, lần này 3 năm, thì mỗi người giữ cái vương miện chỉ có 3 4 năm và có trách nhiệm với cái đương kim hoa hậu của mình. Mà chỉ có nam em là giữ được lâu nhất, là từ năm 2015 đến nay là 2024, là 9 năm trôi qua thì chưa tổ chức lại, cho nên nam em vẫn còn là một cái đương kim hoa hậu. Thì đương kim hoa hậu tới ngày hôm nay lùm xùm báo chí như vậy thì hình ảnh của nam em bị mất mất rất là nhiều trong lòng của khán giả, là quý khán giả mất tới rất là nhiều fan hâm mộ và rất là nhiều người chửi mình, tại vì đôi khi lúc của mình cái cách ứng xử của mình không tốt. Và đồng thời khi mà nam em công bố cái việc người bạn trai của mình thì cũng có nhiều cái scandal tạo ra, là người này có vợ có con, hai ba vợ hai ba con gì đó, nhưng mà cái việc mà quá khứ của người ta thì không có, không, mình cũng đi qua rồi thôi, người ta làm lại cuộc đời người ta tốt thì mình tính theo hiện tại. Và mọi người cũng luôn ủng hộ nam em với cái anh Bùi Hữu Cường này, thấy hình ảnh rất là đẹp. Chính bản thân Vương Văn khi mà cặp đôi này chia sẻ trên báo chí là Sao Star đó, thì rất là cặp đôi rất là dễ thương và chia sẻ rất là nói chung là có cảm tình khán giả, mặc dù là quá khứ cũng lừng lẫy, từng là anh em của ngoài xã hội, từng là xăm mình, từng là đổ nợ nần vân vân, thì cũng đã chia sẻ trên ngôi sao chấm nét Sao Star, thì mọi người cũng đã biết và có rất là nhiều người đồng tình thương cảm. Vì nam em có một bến đỗ, như vậy thì ai cũng ủng hộ, mặc dù là quá khứ của Bùi Hữu Cường không có mấy là tốt đẹp, nhưng mà gặp được một hoa hậu nam em thì mọi người, nhiều người cũng nói là lấy anh này thì thật khổ, lấy anh kia sẽ khổ, nhưng mà cuộc đời nam em thật sự khổ hay không thì cái việc là tương lai về sau không ai biết được. Nhưng mà hiện tại gặp được một người yêu thương, mặc dù quá khứ đen tối của người ta, nhưng mà tới ngày hôm nay thì họ cũng đã làm lại cuộc đời, họ cũng là tốt với mình.
Thì từ đó là mọi người cũng chúc phúc cho cặp đôi, chính bản thân Phương Văn cũng vậy, cũng muốn mong muốn là cặp đôi này sẽ trọn vẹn hạnh phúc. Tại vì khi mà anh Bùi Hữu Cường này, anh đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi, cũng đã từng đổ vỡ, nói chung là mọi thứ thăng trầm anh đã đi qua, và anh gặp nam em lớn hơn 14 tuổi thì ảnh rất là, cái hình ảnh rất là dễ thương, chiều chuộng nam em và tận tị chăm sóc. Và nam em cũng cần có một người bạn trai để hiểu mình và giúp mình vượt qua nỗi đau và mang lại hạnh phúc cho mình. Thì cái điều đó ai cũng mong hết chứ, ai cũng mong. Và bản thân Phương Văn đó thôi, bỏ qua hết những quá khứ thì làm lại tất cả, làm lại từ đầu, bắt đầu con số 0. Thì anh ấy cũng làm lại từ đầu khi gặp nam em. Nam em cũng trải qua biến cố thăng trầm vân vân, thì gặp lại ai cũng chúc phúc. Tại cô ấy là người đẹp và người nổi tiếng, và hiện tại là cũng là đương kim nữa. Cho nên cái việc mà mọi người chúc phúc thì nhiều người cũng đồng tình thương cảm. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều người không đồng tình. Họ cũng có người ghét người thương. Nói chung là đủ mọi thứ nha quý vị khán giả. Cũng có người ghét người thương, chứ không phải là thương hết và cũng không phải ghét hết. Nói chung là khi chấp nhận, khi vào showbiz thì cũng có người dày người khác, chứ không phải là mọi người thương hết. Thì quý vị khán giả biết là vào cái bữa là 28 tháng 2 á, thì theo Sở Thông tin Văn hóa Truyền thông á, mời lên làm việc. Thì lúc đó đi đi dọc đường là cũng có chồng nam em với chị gái với một người khác nữa. Thì đi giữa đường thì nam em mệt và vào bệnh viện đó. Thì cái người bạn trai của mình là kiêm quản lý đại diện truyền thông của nam em mới đây chia sẻ về sức khỏe cũng như hình ảnh nam em, là khi mà trên trên đường đi đến sở làm việc thì nam em không khỏe phải cấp cứu tại bệnh viện ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh á. Cụ thể trên đường đến sở thì nam em có dấu hiệu khó thở, dị ứng với thuốc giảm đau, phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại thì bác sĩ chẩn đoán theo dõi và bị chảy máu tiêu hóa mức độ nhẹ, viêm dạ dày đường ruột, trào ngược dạ dày, thực quản và dị ứng vân vân. Thì thực sự ra quý vị khán giả thấy thân hình của nam em rất là ốm, phải nói là ốm ơi là ốm. Khi mà hai chị em, nam em và nam anh livestream á, thì theo nhận xét của mọi người á, nam chị á thì có đầy đặn hơn, nhưng mà nam em thì phải chi mập lên được vài ký nữa thì đẹp. Còn này ốm quá, mặt mày hốc hác xanh xao, chính vì ăn uống thất thường đó quý vị khán giả, cho nên cái việc là viêm loét dạ dày là bình thường. Đó là cái bệnh đó sẽ xảy ra, tại vì trước đây Phương Văn cũng đã từng bị loét dạ dày đó, do mình ăn uống bất thường và mình sức khỏe mình yếu, mình ăn không nổi. Đó là ngày xưa mà trước thời sinh viên đó, là Phương Văn bị viêm dạ dày. Cho nên là cái việc là Phương Văn thấy là ăn uống thất thường nè, rồi mỗi tháng là sức khỏe mình yếu, là ăn không nổi, đi không nổi, là bệnh nóng nhức đầu gì liên miên là hoài luôn, bị hoài luôn. Tại vì cái sức giống như là mình bị suy nhược cơ thể đó. Đó, rồi mình ăn không nổi, người ta thì ăn ngon, còn mình ăn vô không nổi, đi không nổi, coi như là đi giống như người là trên mây gì đó. Đó, thì mình đã biết cái cảm giác đó rồi, cho nên thấy Phương Văn thấy nam em như thế này nè, phải ăn uống ổn định lại và uống thuốc đều đặn rồi sức khỏe cho mới ổn định. Chứ người mình mà thiếu sức khỏe, đi không nổi, đi gió là bê. Bây giờ nam em với nam chị thấy không, là nam chị là cái sức khỏe thấy là rất là tràn trề, hai chị em sinh đôi mà đó. Còn nam em thì bây giờ nó thiếu sức sống luôn, nhìn là thiếu sức sống luôn, thật sự thấy cũng rất là thương đó quý vị khán giả, thương đó. Nhưng mà bây giờ là sức khỏe yếu, là cộng với khi mà cái người của công chúng nữa, nhiều người nói ra nói vào, được lòng khán giả thì khán giả thích, còn không được lòng khán giả thì người ta chửi. Thì cái điều đó là không tránh khỏi là bà chửi và tinh thần suy yếu nữa, thì lại stress, stress là lại không ăn uống, không ăn uống rồi. Nam em có cái tật là live stream vào buổi khuya, đôi khi live stream cho tới 3 giờ sáng. Mà quý vị khán giả thấy nhiều người cũng đồng hành với nam em nha. Tới 3 giờ sáng mà vẫn có người theo dõi, vẫn có người đi theo nam em để trò chuyện, để nghe cô ấy chia sẻ, nghe cô ấy nói vân vân. Thì có người thì thành ra mới live stream tới 3 giờ sáng. Khi nghỉ rồi, nghỉ rồi thì quý vị khán giả thấy không? Thức mà thức khuya, mình thức chỉ một đêm hai đêm thôi là người mình ngất ngây, người mình là coi như là tỉnh tỉnh tưng tưng rồi. Còn cô này là suốt suốt quanh năm suốt tháng mà live stream cái kiểu đó thì sức đâu mà còn, ăn không nổi, đi không nổi, bệnh thiếu sức sống như vậy là
không tránh khỏi. Cho nên nam em và người nhà, đặc biệt là người chồng á, là cũng phải là hạn chế làm việc đúng giờ đúng giấc và hạn chế để còn bảo vệ sức khỏe. Chứ nếu mà sau này suy nhược cơ thể mà không nổi nữa thì còn nguy hiểm nữa, ảnh hưởng tới công việc. Quý vị khán giả thấy một tháng qua không? Đó, ồn ào live stream, ví dụ như không biết được nhiêu tiền mà phạt tới 37.500.000 thì hết tiền luôn. Hết tiền live stream này kiếm trong tháng đó, ví dụ được 2-3.000 đô, bây giờ nhiêu đó, đã hết phân nữa. Đó là người đẹp nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, chứ mình kiếm 100-200 đô là cũng thấy là đỏ mắt. Đó, như vậy phạt như vậy thấy rất đau không? Mà cũng may cho nam em là Sở Thông tin Văn hóa ngăn chặn ngay kịp thời để cô ấy không vướng vào vòng lao lý. Chứ nếu mà không ngăn chặn kịp thời bây giờ là phạt chị là ít tiền thì có thể làm kiếm ra được. Nhưng mà khi mình bị bế trong trại, mình vào trong trại rồi, mình sẽ mang tiếng suốt đời. Và đồng thời mình sẽ còn bị stress và ảnh hưởng tới danh dự của mình rất là nhiều. Và ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống mình rất là nhiều. Như vậy thì bây giờ ngăn chặn như vậy, chắc có lẽ nam em và chồng cũng rút kinh nghiệm về việc chia sẻ live stream. Đừng có băng quơ nếu cái chuyện đụng chạm tới người khác, hoặc là lôi người này ra chửi, lôi người kia ra chửi, và đồng thời là kêu gọi người này, kêu gọi người kia. Thì ở Việt Nam quý vị khán giả thấy là từ cái sự live stream đấu khẩu trên mạng xã hội, có nhiều quý vị khán giả thấy đó, thấy kinh nghiệm, rút kinh nghiệm từ bà Nguyễn Phương Hằng và Nguyễn Thị Hằng Ni ha. Hai cái người đó live stream và bóc phốt lẫn nhau, rồi đấu đá, rồi chửi bới lẫn nhau, cuối cùng thì cả hai đều bị bế hết. Đó, thì quý vị khán giả thấy là rất là buồn ha. Và nam em là cái người tiếp theo live về việc live stream trên mạng xã hội gây ồn ào như thế này. May là ngăn chặn kịp thời. Nếu mà nam em về mà không bỏ, không còn theo cái quy định của pháp luật, thì coi chừng con đường vào trong trại cũng không xa. Mà chắc có lẽ lần này là tỉnh rồi, bị vừa bị phạt, vừa còn là tỉnh rồi, cả hai vợ chồng tỉnh, mà người chồng cũng nên là khuyên nam em. Đó, và video sau thì Phương Văn sẽ phân tích cho quý vị khán giả nghe. Thực sự là khi trên mạng giang hồ nó cũng kinh khủng lắm. Cái hôm mà Phương Văn xem được cái live stream của ông Bùi Hữu Cường á, là khi live stream đó, ông cũng chửi tề, chửi thục gần quá trời luôn. Thì cũng có một cái kẻ giang hồ khác gọi điện thoại vào chửi ông quá trời luôn. Chửi ổng nào là thách thức tao là ở quận 7 này kia nọ, hẹn này kia nọ. Thì đó, họ cũng chửi, giang hồ ngoài nó cũng chửi ổng kinh khủng lắm. Cho nên là họ là thách thức với nhau, rồi gặp nhau bây giờ, hiện tại bây giờ đang đấu khổ qua lại với thách thức với nhau. Với những người khác nào là thách thức chữ Nguyễn Xin, rồi những giang hồ khác nó cũng thách thức vân vân. Nói chung là họ chịu rất là nhiều áp lực, chứ không phải là không. Nói chung là cặp đôi này, Bùi Hữu Cường và Nam Em, chịu bị nhiều áp lực. À, cũng có nhiều người thương và người ghét đó, rất là nhiều người. Nhưng mà mình phải cân bằng cuộc sống mình lại để mình không có bị đi quá xa, rồi một ngày nào đó mình lại rơi vào vòng lao lý không hay. Thôi gì, Phương Văn chia sẻ và phân tích như vậy, hy vọng rằng là nam em tự bản thân mình phải tỉnh lại, và chồng nam em cũng phải hỗ trợ nam em tỉnh táo lại, coi như là không đi quá xa, live stream gì cũng được, chơi gì vui vẻ là được rồi đó, không có bóc phốt người khác nữa, để rồi vướng vào những cái vòng lao lý, rồi mình lại khổ bản thân mình mất hết tất cả những gì mình mất. Còn người ngoài đời, ngoài mạng xã hội thì người ta chỉ biết chia sẻ, người ta biết thông tin vậy thôi, chứ người ta không giúp được gì và cho mình đâu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành với Phương Văn trên mọi nẻo đường. Mong quý vị khán giả nhấn nút đăng ký và nhấn vào chuông bên cạnh để theo dõi những cái câu chuyện cũng như là những cái bình luận, những cái thông tin mới. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Phương Văn chia sẻ trong hai kênh Phương Văn Official và Người Trong Cuộc. Mong quý vị khán giả hãy tiếp tục đồng hành với Phương Văn. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý bà con cô bác rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.